một người lính Nga tuyệt vọng sống sót sau khi máy bay không người lái của Ukraine tiêu diệt toàn bộ đơn vị của anh ta. Anh ta đã dùng tay ra hiệu đầu hàng trước khi anh ta được hướng dẫn băng qua chiến tuyến của kẻ thù bởi chính những chiếc máy bay không người lái đã sử dụng chất nổ để giết đồng đội của mình. Russian Anitin, 30 tuổi, là một trong những người sống sót duy nhất trong trung đội của anh ta gần thành phố Bakhmut phía đông vào ngày 9 tháng 5 khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và súng cối kéo dài hàng giờ và cuối cùng khiến anh ta phải đầu hàng. Đoạn phim quay bằng máy bay không người lái do Wall Street Journal đăng tải cho thấy Anitin đứng dậy mà không mang theo súng trường và đưa ngón tay lên cổ trong khi lắc đầu sử dụng cử chỉ tay để cầu xin các phi công Ukraine tha mạng nếu anh ta đầu hàng. Khi chỉ huy của Anitin chuyển đơn vị của mình đến Bakhmut, thời điểm các đội quân khác rút lui khỏi khu vực, các thành viên trong đơn vị của anh ta hiểu rằng họ muốn ném chúng tôi vào đống thịt đó. Một máy bay không người lái tấn công đã được gửi đi để giết Anitin, nhưng khi phi công của máy bay không người lái nhìn thấy những hình ảnh độ nét cao của Anitin đang cầu xin mạng sống của mình, anh ta quyết định hủy bỏ nhiệm vụ. Các cảnh quay do máy bay không người lái thực hiện cho thấy cách các phi công Ukraine tìm ra cách giao tiếp với Anitin bằng cách sử dụng máy bay không người lái để đáp lại cử chỉ tay của anh ấy bằng cách bay lên và xuống khi có và trái và phải khi không. Mặc dù anh ta là kẻ thù, mặc dù anh ta đã giết các chàng trai của chúng tôi vẫn cảm thấy tiếc cho anh ta, phi công điều khiển máy bay không người lái, một người Ukraine 26 tuổi, Boxer cho biết. Boxer dùng bút dạ Sharpie để viết bằng tiếng Nga trên bao bì khẩu phần lương thực của mình, hãy đầu hàng theo máy bay không người lái. Sau khi Anitin đồng ý, anh ta được dẫn dắt trong hơn một giờ đồng hồ qua các chiến hào hẹp qua lựu đạn, súng trường và xác của những đồng đội đã ngã xuống và cuối cùng băng qua chiến tuyến của kẻ thù. Trong khi đi bộ, Anitin sẽ nhìn lên máy bay không người lái để xác nhận rằng anh ấy đang đi đúng hướng và sẽ không bị tổn hại. Đoạn video cho thấy, anh ta thường xuyên dừng lại để uống nước từ chai nước của những người lính tử trận và hút thuốc lá. Gần cuối chiến hào, Anitin dừng lại bên cạnh một chiếc xe bọc thép chở quân đã bị hủy hoại trước khi một vụ nổ phát ra ở phía bên kia của chiếc xe. Khi tiếp tục tiến về phía chiến hào Ukraine, Anitin giơ hai tay lên trên đầu trước khi cởi mũ bảo hiểm và áo khoác chống đạn. Những người lính Ukraine sau đó đã đè Anitin xuống đất, trói tay anh ta và đưa anh ta lên một chiếc xe tải. Chưa đầy một tuần sau, các lực lượng Ukraine đã chiếm được chiến hào nơi Anitin đóng quân và Anitin đang bị giam giữ ở vùng Kharkiv. 10 ngày sau khi bị bắt, anh ấy nói với tạp chí rằng anh ấy vẫn muốn trở lại Nga ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải ngồi tù. Theo New York Post, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.